Anh em đang theo dõi kênh YouTube của Hàng Long Văn Thành Số. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2021, hai anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường lên Kim xã thôn Kim Trung Đông Anh để lắp cho anh Trung một anh Thủy một bộ dàn karaoke gồm có đôi loa SH1500 mấy cục đẩy X7 limited. Đấy, kèm theo đó là một lưng tiếng CP800 Ultra với một mic SE68. Hai anh em chúng tôi đang trên đường đi vào nhà anh. Chắc chỉ khoảng 10 phút nữa sẽ vào tới nhà anh. Vâng, xin chào tất cả các bạn anh em đang theo dõi kênh YouTube của Hàng Long Thanh Chủ. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2021, anh em chúng tôi đã lắp ghép trong cho anh Thủy ở tại Kim Trung Đông Anh một bộ dàn karaoke gồm có cục đẩy X7 Limited và một đôi loa SH1500. Kèm theo đó là một lưng tiếng CP800 Ultra với một mic SE68. Vâng, em cũng thay mặt công ty Hồng Long xin chân thành cảm ơn anh ạ.